cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Và bây giờ sẽ là tài năng nhí cuối cùng của ngày hôm nay. Cùng chào đón bé Siêu Tài Năng Nhí, Đặng Bá Minh Quân. Con chào mình nha ông Khảo. Con chào quý vị khán giả. Con tên là Đặng Bá Minh Quân. Năm nay con 7 tuổi. Học lớp 2A10, trường Viên School. Khả năng của con là đàn piano. Con học piano từ năm con 4 tuổi. Khi mà Minh Quân 2 tuổi rưỡi á, thì là mình có mua cho một cái đàn đồ chơi. Về cái thấy Minh Quân nghe những cái bài hát tiếng Di, rồi Minh Quân lên cái đàn đó, Minh Quân có thể tìm ra được giai điệu gần giống như vậy. Thì đến năm bé 3 tuổi rưỡi thì gia đình có điều kiện gặp được một thầy giáo ở nhạc viện. Từ đó thầy cũng có thử, thì thấy Minh Quân cũng có năng khiếu. Có hai ước mơ. Ước mơ đầu tiên là con sẽ trở thành một nghệ sĩ piano. Và ước mơ thứ hai là con muốn trở thành một quản lý dự án về môi trường. Bởi vì cả thế giới đang bị ô nhiễm rất là nhiều. Mọi người hãy ủng hộ con cho cuộc thi Siêu Tài Năng Nhí nha. Con đã bỏ nửa cuộc đời của con để học piano. Cũng đúng mà anh. Cũng đúng mà. Con thì con theo trường phái nào? Dạ, con chơi rất là nhiều. Ví dụ như là cổ điển nè. Rồi con cũng chơi những bài của chú Trúc Nhân. Cái lúc mà bé nó bước ra nha, em không biết sao mà em có cảm giác rằng là thuộc về cái đàn luôn anh. Chỉ là chỉ cần ngồi vô cái đàn một cái là nguyên con người toát ra luôn á. Cổ điển là đánh được những bài nào ví dụ? Dạ, ví dụ như là bài The Bumblebee. The Bumblebee mà đánh được luôn hả? Bài đó là cái bài mà người ta mô phỏng cái tiếng một bầy ong đang bay. Đúng rồi, đúng rồi, đâu khó đánh lắm nha. Em nói rồi, người ta đầu tư nửa cuộc đời của người ta. Nhưng mà em nghĩ nha, đánh nổi cái bài Bumblebee thì em nghĩ mấy bài kia không làm thì khó cháu nó được đúng đâu. Đúng rồi đó. Chú tin vào tài năng của con. Ngày hôm nay cái chú cần thấy đó là mở rộng tầm mắt vậy thôi. Nôn quá cho nghe liền thiệt. Bài đúng rồi. Mình luyện ngón, mình chạy ngón nha con ha. Mời con. Thắc mắc là con có đi biểu diễn ở đâu chưa nhỉ? Sao thần thái con tự tin quá vậy? Năm con 5 tuổi, con có thi một cái festival ở Philadelphia, Mỹ. Và con là the winner. Winner, winner. Em đã đi cỡ đó đó anh. Kiss winner. 5 tuổi thôi, con làm khó ngược lại giám khảo với con chứ không phải là giám khảo làm khó lên con. Thiệt chứ. Nghe thấy buồn cười ha. Thử thách gì vậy trời? Thôi chứ mình thử thách nó còn chi, nghe mắc cỡ thiệt chứ. Vậy là bây giờ thuyết phục luôn ha. Con đàn tủ bài nào? Dạ bài The Flight of the Bumblebee. Thách con nhắm mắt đàn. Cái bài đó cái tay nó như vậy mà sao nhắm mắt mà chơi? Ê khoan, là nhắm mắt là dễ hay khó vậy? Dạ, con nghĩ là nhắm mắt không phải là khó, mà nhắm mắt để mình cảm nhận từng cái phím đàn thôi. Cái cách nó trả lời nghe thấy ghê lắm, như kiểu là cái thử thách vừa rồi của chú đối với con là dễ hay khó đó. Cái thử thách vừa rồi của chú chỉ làm cho con cảm nhận cái bài đàn của con hay hơn thôi.
Vậy mình chốt cái thử thách là bịt mắt thôi đúng không ạ? Tại vì tôi đã nói rồi, cái bài này là nó, cái tên của nó, quý vị thấy là The Fly Bumblebee, nó diễn tả lại cái âm thanh của một cái đàn ông đang bay, thì cái tốc độ nó rất rất là nhanh. Vì vậy hoàn toàn có thể bấm trật nốt. Đúng rồi. Thì cái nhiệm vụ của con là không trật nốt nha con trai. Chúc con may mắn. Bình tĩnh. Ban giám khảo nhận xét. Không nhận xét. Nhận xét gì nữa? Vậy mà nhận xét cái gì? Con nghĩ cái giới hạn nào ở trong cái môn piano này mà con chưa vượt qua được? Dạ, con nghĩ là con chưa bao giờ đàn với một nghệ sĩ piano. Song tấu. Song tấu hả? Biết sự mong muốn của con thì chương trình cũng đã chuẩn bị mời đến một nghệ sĩ piano, là một người đã đạt được giải nhất trong một giải đấu piano tại Mỹ và cũng là top 30 người trẻ có sức ảnh hưởng do tạp chí Forbes bình chọn. Và đó chính là nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh ạ. Thưa Tuấn Mạnh, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, với anh Trấn Thành, với chị Harry Wong và với anh Trúc Nhân cùng với MC Gile. Trong cái thời gian vừa qua thì Mạnh vẫn giữ một cái hoài bão của riêng mình, làm sao có thể đem được âm nhạc thế giới về Việt Nam và đem âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Khi mà đến với chương trình này, hy vọng rằng có thể đem lại một cái chút gì đó, cái khả năng của mình để giúp cho một bé nhỏ rất là nhút nhát như là bé Minh Quân có thể tự tin biểu diễn trên sân khấu. Bây giờ thì hai người có thể bàn bạc với nhau và chọn ra một ca khúc để mình có thể song tấu không ạ? Có một cái tác phẩm mà mình nghĩ là rất là dễ thương, có thể song tấu, có thể đối thoại bằng âm thanh. Đó là tác phẩm của nhạc sĩ thiên tài người Áo, Conrad Amadeus Mozart, Turkish March, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Con sẵn sàng chưa? Con sẵn sàng chưa nè. Ok. Sẵn sàng rồi nhé. Dạ. Vì vậy thì xin mời ạ. Khi ở trong cánh gà, mình nhìn thấy ba của Minh Quân. Ba của Quân á là bị liệt nửa người. Mỗi lần mà anh Thành hay là chị Harry Wong hay là anh Trung Nhân nói cái gì á là ba tủm tỉm cười, rất là vui, rất là tự hào về con của mình. Ngày hôm nay ba đã đưa mình tới đây ủng hộ con và ngồi quan sát con tới giờ và rất là tự hào về con rồi. Con muốn gửi lời với ba không?
Dạ con cảm ơn ba khi mà đã dành thời gian để đưa con đi học đàn. Con chúc ba mau khỏe lại, luôn đồng hành với con trên suốt chặng đường con trở thành pianist. Qua cái bài biểu diễn vừa rồi thì chú thấy rằng là hai chú cháu đã làm cho âm nhạc trở nên rất là huyền diệu. Cảm ơn chú. Và chú Thành rất là cảm ơn con vì đã có mặt trong Siêu Tài Năng Nhí. Chương trình này được làm ra bởi vì có những người như con. Thực ra cái lúc mà chú coi con đánh đàn á, chú bị mê hoặc ghê gớm lắm. Chú nghĩ đây là một cái điều mà rất là khó, có những cái người nghệ sĩ nào mà có được những cái năng lượng đó khi mà còn quá nhỏ tuổi như thế này. Không biết mình hát với tiếng đàn đó không biết được không nữa. Thử hết người ta nhiều vô cho bây giờ. Thế con có nghe nhạc chú Trúc Nhân không? Dạ có. Con thích bài hát nào của chú Trúc Nhân? Dạ con thích bài Sáng Mắt Chưa nhất. Còn bài nào nữa không? Dạ bài Thật Bất Ngờ. Mash up đi con làm được không? Con làm sao mà con mash up được, chú Nhân hát tới đâu thì con đàn tới đó. Phải làm sao hai bài nó nối lại mà liền mạch. Nhắm làm được không? Ủa rồi hai cái bài nó không cùng tempo, nó không cùng nhịp. Đó là thử thách của em. Đúng rồi, thử thách dành cho em. Mình không biết như thế nào nhưng mà mình cứ chơi đi ha. Chơi đi nào. Chơi. Thật Bất Ngờ và Sáng Mắt Chưa. Xin mời chúng em ạ. Hình như em cần vitamin A để cho mình mình theo người đó. Em ơi em này, tình yêu đừng quên nói em nghe cho chẳng yêu em cứ yêu theo màu hồng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng biết. Chàng trai đang sẽ bước bên em, lần nào dù cũng sẽ theo.
từng ngày vội vội càng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên màn tin có lẽ anh hỏi ngày ngồi khi chia tay tôi thì không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông chót vào trong chi về một thế giới như mơ như thơ như Lee Campbell. Ôi thật bất ngờ, một thế giới như mơ như thơ như Lee Campbell. Ôi thật bất ngờ, một thế giới như mơ như thơ như Lee Campbell. Ôi thật bất ngờ. Sao nói thử thách khó khăn nhưng mà mình thấy mượt dữ vậy ta? Mà sao hưởng thụ dữ vậy, không thấy căng thẳng gì đâu hết trơn. Đây mới là nghệ thuật. Ngày hôm nay cũng cảm ơn nghệ sĩ Tuấn Mạnh rất là nhiều đã đến có mặt ở đây và hỗ trợ cho bé Quân. Mình cảm ơn. Cảm ơn Tuấn Mạnh. Cảm ơn mọi người. Không biết là tài năng của bé Minh Quân thuyết phục chưa ạ? Thuyết phục. Cô yêu Minh Quân như trên, yêu nhất trên đời. Giống chị Harry Won. Chúc mừng Minh Quân nhé, con đã thuyết phục được 3 vị giám khảo ở đây. Hy vọng là con sẽ thuyết phục được những vị khán giả đang xem chương trình để con có thể có cơ hội vào top 10 của chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Chương trình cũng có một vài món quà nhỏ nhỏ dành tặng chú Quân. Xin mời ạ, xin mời bé Gấu. Đón xem Siêu Tài Năng Nhí em đưa vào 30 thứ năm hàng tuần trên HTV7.